Hà Lan bắt đầu chiến dịch chủng ngừa coronavirus. Người dân cư ngụ tại thị trấn Vejer của Hà Lan vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng Giêng đã thở phào nhẹ nhõm sau khi một y tá ở địa phương được chích vaccine phòng chống coronavirus, bất chấp cho những lời chỉ trích cho rằng quốc gia này đã quá chậm chạp trong việc sở hữu và phân phối vaccine. Nhìn chung thì trên toàn lục địa Âu Châu, Hà Lan là nước cuối cùng bắt đầu chiến dịch chủng ngừa hàng loạt. Người đầu tiên được chích là y tá Sana Ekadiri, 39 tuổi, làm việc tại trung tâm y tế chăm sóc cho người già. Các cuộc thăm dò dư luận đồng thời cho thấy rằng người dân rất ủng hộ chính sách chích vaccine của Thủ tướng Mark Rutte. Do không có đầy đủ thiết bị bảo quản vaccine của Pfizer, nên Hà Lan sẽ mua thêm vaccine từ nhiều công ty dược phẩm khác, trước tiên là của AstraZeneca.